danh tiếng quân đội nga rớt đáy nga bắt đầu sơ tán khỏi crimea medvedev thừa nhận nga đang đơn độc mỹ cáo buộc gián điệp nga tìm cách xâm nhập icc tập đoàn vận tải lớn nhất trung quốc ngừng giao hàng đến nga năm nhân viên của công ty mỹ tại bắc kinh bị bắt hoa anh đào tokyo nở rộ đạt kỷ lục hơn một triệu người pháp biểu tình tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng tối 25 tháng 3 trên kênh Tinh Hoa TV. Phạm Dương xin kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ cùng với những người thân. Ngay sau đây là những bản tin 60 giây về những vấn đề thời sự nóng hổi xảy ra khắp nơi trên thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tập đoàn Wagner mới đây được cho là đã chuyển trọng tâm khỏi cuộc chiến ở Ukraine sau mối thù quân sự và những tổn thất nặng nề. Bloomberg đã đưa tin ông Evgeny Prigozhin đã có kế hoạch chuyển trọng tâm trở lại châu phi ở sudan cộng hòa trung phi mali và các quốc gia khác sự thay đổi bị cáo buộc được cho là có liên quan đến sự dạn nứt gần đây giữa Prigozhin và các chỉ huy quân sự hàng đầu của nga những người đã gieo rắc nghi ngờ cho tổng thống vladimir putin về khả năng quân sự của wagner các chỉ huy đã lập luận rằng kết quả mà wagner đạt được ở ukraine là do ném một số lượng lớn tù nhân được tuyển dụng vào chỗ chết Ông Prigozhin đã có mặt trong một video đích thân tuyển mộ các tù nhân để chiến đấu cho Wagner ở Ukraine vào cuối mùa hè và đầu mùa thu năm ngoái. Cũng theo Bloomberg, ông Putin đã can thiệp để chuyển việc tuyển dụng tù nhân sang Bộ Quốc phòng, cắt đứt dòng tuyển dụng cho Wagner. Một thông báo tuyển dụng của Wagner được đăng vào hôm thứ hai, cũng cung cấp các thông tin để phục vụ các nhiệm kỳ ở châu Phi từ 9 đến 14 tháng, chỉ rõ rằng những người nhập ngũ sẽ được bổ sung vào lực lượng dự bị. Sau nhiều năm hoạt động trong bóng tối, tập đoàn Wagner đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến giành thành phố Bakhmut ở phía đông kể từ mùa hè năm 2022 và chịu tổn thất rất nặng nề. Tuy nhiên, từ sau khi hình ảnh những tù nhân đánh thuê tham chiến bị công khai, hình ảnh quân đội Nga đã trở nên khó coi trong mắt công chúng. Lực lượng mà tổng thống Putin dùng để phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine cuối cùng lại phải hy vọng vào những kẻ lưu manh mang tội ác ở Nga điều này là nỗi sỉ nhục lớn nhất cho danh tiếng của quân đội nga những tướng lĩnh trong bộ quốc phòng của nga đã chịu sự mắng nhiếc của ông trùm prigozhin và thậm chí có những lúc bị so sánh thành những kẻ vô tích sự và phá hoại nơi hậu phương nhưng căng thẳng giữa wagner và bộ quốc phòng đã âm ỉ trong nhiều tháng càng tăng lên khi ông prigozhin đã cáo buộc quân đội nga coi thường chiến thắng của chiến binh wagner và làm chậm bước tiến của các đơn vị này Trận chiến Bakhmut sau đó chứng kiến sự cố gắng tiến quân của Wagner và những thiệt hại kinh hoàng của người Nga, cuối cùng đã phải dừng lại vì cạn kiệt sức lực và vũ khí. Giờ đây sau 7 tháng dồn lực cho mặt trận này, có vẻ các đơn vị chủ lực của Nga đã kiệt sức. Trong tình huống đó, Ukraine bắt đầu tuyên bố phản công. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng ông Dmitry Medvedev cho biết vào ngày 24 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Nga biết về sự chuẩn bị của Kyiv cho các hành động tấn công và đang xem xét các quyết định cũng như phản ứng của riêng họ để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine. Một blogger truyền thông nổi tiếng của Nga nói rằng, người Ukraine đang lan truyền thông tin sai lệch về cuộc tấn công ở khu vực Belgorod nhằm lôi kéo quân đội Nga đến khu vực biên giới và cho phép lực lượng Ukraine tấn công các khu vực khác của mặt trận. Đồng thời viện nghiên cứu chiến tranh cũng thông báo, một blogger khác đã cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ cố gắng tiến hành một cuộc phản công trước khi cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga có cơ hội tăng sản lượng và củng cố tiềm năng. Các chuyên gia cho biết, cuộc tấn công mùa xuân của Nga đang đạt đến đỉnh điểm và không gian thông tin của Nga dường như đang phản ứng với sự chậm lại của các hoạt động của Nga và khả năng Ukraine giành lại thế chủ động với mối lo ngại đáng kể. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh giải thích rằng, bộ chỉ huy quân sự của Nga sẽ cần chuyển một số lượng đáng kể lực lượng ra tiền tuyến để ngăn chặn cao trào hoặc bắt đầu nối lại các hoạt động tấn công như thường lệ. Thưa quý vị, như Sensor.net thông báo, dựa theo dịch vụ báo chí của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Điều này được đại diện của Tổng cục Tình báo là ông Andrei Yosov tuyên bố. Theo ông, một ngày trước đó người dân địa phương ở tại bán đảo Crimea đã nghe cảnh báo trên đài FM rằng họ cần chuẩn bị khởi hành. Ông Yosov cho rằng cảnh báo này có liên quan đến những người Crimea hợp tác với chính quyền chiếm đóng. Để có hòa bình và trật tự, Bán đảo Crimea phải được giải phóng và chính quyền hợp pháp của Ukraine phải quay trở lại. Trên thực tế, Crimea phải được trả lại cho bến cảng Ukraine. Điều này chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Do đó, thực sự tốt hơn đối với tất cả những người đang làm việc cho Nga là rời khỏi lãnh thổ Crimea của Ukraine trong thời gian tới, ông Joseph nói. Đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết bộ chỉ huy nga trên bán đảo và chính quyền chiếm đóng đang rất tích cực bán bất động sản và đưa gia đình họ rời khỏi crimea nhưng họ nói với những người khác với quân lính rằng đừng lo lắng mọi việc đều bình yên tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát nhưng điều này đã giống như sự chế diễu của chiến dịch đặc biệt đang diễn ra theo đúng kế hoạch các gia đình có liên quan đến người nga đang được tích cực cho rời khỏi đây và đây là cơ hội để suy nghĩ cho tất cả những người khác những người đã gắn bó số phận của mình với chế độ của Tổng thống Vladimir Putin. Tốt hơn hết là hãy rời khỏi Crimea khi còn có cơ hội, ông Yusuf kết luận. Thưa quý vị, Nga không phải là một quốc gia hiếu chiến như họ đang cố gắng thể hiện. Họ chỉ buộc phải tự vệ trước một số lượng lớn các quốc gia khác. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, ông Dmitry Medvedev đã nói. Ông nhắc lại rằng đây là trường hợp đầu tiên sau 150 năm khi Liên bang Nga lại phải chiến đấu một mình. Chúng tôi đang ở trong một tình huống khá đặc biệt, tôi thậm chí không biết phải so sánh nó với cái gì, có thể là Liên Xô trong những năm 1920 và năm 1930, bởi vì sau đó chúng tôi đã có hiệp ước Sava và các đồng minh. Ngay cả khi ở chế độ sa hoàng và có một đế chế, chúng tôi vẫn có đồng minh. Giờ đây, họ đã thay đổi, Đức, Pháp. Điều đó không quan trọng. Và bây giờ lần đầu tiên, ít nhất là trong 150 năm, chúng ta chỉ có một mình. Ông Medvedev đã viết trên Telegram trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Ông nói rằng Nga có bạn bè ở các khu vực khác nhau trên thế giới, nhưng Moscow ngày nay không liên minh quân sự với bất kỳ ai. Chính trị gia này nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại có thể được coi là một thử thách nghiêm trọng về sức mạnh đối với toàn bộ người dân và nhà nước Nga. Trước đó, ông Medvedev đã cảnh báo rằng trong trường hợp xảy ra cuộc đụng độ của các đội quân mạnh nhất trên thế giới, hậu quả có thể rất khủng khiếp. Thưa quý vị, bản cáo trạng của Hoa Kỳ đối với một người Nga đang bị giam giữ ở Brazil với cáo buộc cố gắng thâm nhập vào tòa án hình sự quốc tế là ICC với tư cách là một điệp viên có thể châm ngòi trong một cuộc đụng độ. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu đã công bố các cáo buộc chống lại một người đàn ông có quốc tịch Nga bị buộc tội học tập trong nhiều năm với bí danh giả là người Brazil tại một trường đại học ở Washington. Người sau đó đã cố gắng gia nhập tòa án hình sự quốc tế ICC ở The Hague. Anh ta đã bị bắt ngay sau khi Nga tấn công vào Ukraine khi cố gắng chuyển đến Hà Lan và thực tập tại tòa án, hiện đang tìm cách bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin. Hoa Kỳ đã truy tố Sergei Vladimirovich Chekasov về nhiều tội danh diễn ra trong khoảng 2 năm anh ta ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã buộc tội anh Chekasov hoạt động như một điệp viên cho các cơ quan tình báo Nga từ năm 2012 cho đến năm 2022, chủ yếu ở Brazil dưới danh tính mới 10 người bất hợp pháp như vậy đã bị bắt trong một chiến dịch lớn vào năm 2010. Bộ Tư pháp cũng cho biết nghi phạm tiếp tục sử dụng các mối quan hệ của mình tại trường đại học để lấy thông tin về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và chuyển thông tin đó cho tình báo của Nga vào năm 2021 và năm 2022. Điều này có thể tạo tiền đề cho một trận chiến với Nga về việc bảo đảm dẫn độ người đàn ông 39 tuổi này. Tuy nhiên, bản cáo trạng vào hôm thứ Sáu không nói rõ khi nào hoặc liệu Hoa Kỳ có yêu cầu dẫn độ anh ta hay không. Thưa quý vị, Tổng thống Putin đã đón ông Tập Cận Bình với nghi lễ trang trọng chưa từng có. Trước khi ra sân bay để về nước, ông Tập đã dặn Tổng thống Putin Bạn thân thiết, hãy bảo trọng. Và hôm nay, Tập đoàn Vận tải lớn nhất của Trung Quốc đã ngừng giao hàng đến Nga bởi tuân thủ các lệnh trừng phạt của G7 và EU. OCCL Logistics Công ty điều hành một đội gồm 70 tàu container, trong đó có hai tàu phá băng, đã tạm dừng vận chuyển váy, quần dài, giày và quần áo trả trước đến Vladivostok từ các kho của công ty ở Thượng Hải và Thâm Quyến. Đại diện của công ty OOCL đã giải thích rằng họ không nhận hàng từ các nhà cung cấp của công ty Nga cũng như không có ý định đóng hàng vào container và chuyển cho hãng vận chuyển bên ngoài. OOCL Logistics thuộc sở hữu của Orient Overseas một trong những công ty hậu cần container lớn nhất thế giới có trụ sở tại hồng kông thư ký điện kremlin là ông dmitry peskov đã lên án các nước phương tây gia tăng sức ép đối với các quốc gia không tham gia lệnh trừng phạt chống nga việc các nước phương tây tập thể đứng đầu là hoa kỳ gây áp lực công khai thô bạo đối với một số nước không tham gia các hạn chế bất hợp pháp áp đặt lên đất nước chúng ta không phải là điều mới lạ đó là một cuộc tấn công ông peskov nói Trước đó, hai quốc gia đang giao dịch hàng hóa lớn nhất cho Nga trong chiến tranh là Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan cũng đã ngừng vận chuyển. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 3 giờ địa phương, công ty thẩm định của Mỹ là Mice Group đã xác nhận rằng văn phòng của họ ở Bắc Kinh đã bị chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đột kích mà không báo trước. Năm nhân viên của Trung Quốc bị bắt, hiện không rõ tung tích. Công ty cũng được lệnh đình chỉ hoạt động. Sau khi lên kế hoạch chặn TikTok vào ngày 23 tháng 3, Hoa Kỳ lại tuyên bố đưa 14 công ty của Trung Quốc vào danh sách báo động đỏ. Từ đó, thế giới bên ngoài đã đặt câu hỏi về việc liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có sử dụng các thủ đoạn lưu manh để trả đũa Hoa Kỳ hay không. Miles Group có trụ sở tại New York, chuyên kiểm tra lý lịch, thu thập thông tin, thực tế và điều tra nội bộ. Tập đoàn này có 18 văn phòng trên khắp thế giới, gồm các trụ sở tại London, thành phố Mexico, Dubai, và Nairobi, Kenya ở châu Phi. Theo nguồn tin tại trụ sở chính của tập đoàn Mins ở New York, cuộc đột kích xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 3. Các nhân viên bị bắt đã được đưa đến một nơi bên ngoài Bắc Kinh và mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các công ty điều tra phương Tây đã gặp rắc rối ở Trung Quốc đại lục. Vợ chồng ông Humphrey, người điều hành công ty tư vấn rủi ro là China Wise cũng đã bị giam giữ vào năm 2013 sau khi tiếp quản hoạt động của gã khổng lồ dược phẩm Anh là Glasso Smith Klein. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hoa anh đào đã nở rộ vào hôm thứ Tư ở trung tâm Tokyo cũng giống như với năm 2013, 2020 và năm 2021 là ngày sớm thứ hai trong năm để chúng đạt đến giai đoạn đó kể từ khi bắt đầu ghi chép. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hơn 80% số hoa trên cây Somei Yoshiho ở đền Yasukuni được cơ quan này sử dụng làm thước đo để đo lường tiến độ của hoa anh đào đã nở hoa, đáp ứng tiêu chí nở rộ sớm hơn trung bình 9 ngày và 5 ngày sớm hơn so với năm 2022. Cơ quan này tin rằng sự ra hoa của cây cối ở thủ đô đã được đẩy nhanh do nhiệt độ đã tăng lên khoảng 20 độ C nhiều lần kể từ khi chúng bắt đầu nở hoa vào các ngày 14 tháng 3. Các cây ở Tokyo đã bắt đầu ra hoa vào thời điểm sớm nhất kể từ các quan sát bắt đầu vào năm 1953, khớp với các kỷ lục được thấy vào năm 2020 và năm 2021. Cơ quan này cho biết, cây anh đào trên khắp Nhật Bản năm nay nở sớm hơn thường lệ, với các cảnh tượng tương tự ở các thành phố như là Fukuoka, Osaka và Nagoya. Lần đầu tiên sau 3 năm, các công viên do chính quyền đô thị Tokyo quản lý, chẳng hạn như công viên Ueno, đã cho phép mọi người tụ tập để tổ chức các bữa tiệc liên quan đến đồ ăn và thức uống trong mùa hoa anh đào. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 3, hơn một triệu người trên khắp đất nước Pháp đã biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Các cuộc đình công đã ảnh hưởng đến các bến cảng, tàu hỏa và trường học. Một số cửa hàng, nhà chờ xe buýt đã bị phá hủy và tòa thị chính Bordeaux bị đốt cháy. Bạo lực xảy ra một ngày sau khi ông Macron lần đầu tiên có bài phát biểu công khai để biện hộ cho việc cải cách và việc sử dụng các biện pháp hiến pháp. Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron đã nhấn mạnh rằng luật sẽ có hiệu lực trước cuối năm nay. Sau một ngày biểu tình và xung đột vào tối thứ Năm, lửa nhấn chìm trước cửa tòa thị chính ở phía tây nam thành phố Bóc Đô. Hiện chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn này. May mắn là lửa đã nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa dập tắt. Tại thị trấn Logan, những người che mặt đã phóng hỏa và đập vỡ cửa sổ tại một đồn cảnh sát và các tòa nhà chính quyền gần đó. Bộ trưởng nội vụ ông Daman Anh cho biết toàn quốc có 149 cảnh sát bị thương 172 người đã bị bắt. Hàng chục người biểu tình cũng bị thương, trong đó có một phụ nữ bị mất ngón tay cái. Đây là thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Macron kể từ khi các cuộc biểu tình áo vàng của nhóm thu nhập thấp bất mãn cách đây 4 năm. Kính thưa quý vị, chương trình Tiêu điểm nóng đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã theo dõi kênh Tinh Hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận, nhấn like và ấn chuông để đóng góp thêm cho chương trình được hoàn thiện hơn nữa một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo